Hành trình Rina bay sang Hàn Quốc để đi du học sẽ như thế nào? Hello mọi người, lại mình Rina đây. Chắc mọi người nhìn mình hơi lạ đúng không? Đây là lúc mình còn ở Việt Nam. Và hôm nay mình sẽ kể cho các bạn hành trình mình bay sang Hàn Quốc để đi du học như thế nào nhé. Sau bao nhiêu ngày chờ đợi thì mình đã có kết quả đỗ từ đại sứ quán và mình sẽ xuống Hà Nội để mà lấy kết quả chuẩn bị đi thôi. Bố mẹ mình lúc đó đang cắm cúi chuẩn bị đồ cho mình để mình mang sang Hàn Quốc. Bố mẹ mình chuẩn bị bao nhiêu thứ luôn ấy, nào là thuốc, đồ ăn các thứ, nói chung chuẩn bị tất tần tật luôn. Nhét được gì là nhét cố hết cho con mang đi. Mọi người nhìn này một đống mì luôn. Và cuối cùng thì giờ phút này đã đến, mình đã đến sân bay. Vì không có vé bay thẳng từ Việt Nam sang Hàn Quốc nên mình đã phải đặt vé bay từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh rồi từ thành phố Hồ Chí Minh bay đến Hàn Quốc. Lúc này mình lên máy bay rồi là mọi người, trời ơi cảnh đẹp quá trời luôn ấy. Còn đây là lúc tối, trời ơi Sài Gòn đẹp thật sự mọi người ạ. Đây là lần đầu tiên mình được bay vào Sài Gòn nhưng mà vẫn ở trên máy bay. Vừa hạ cánh thì chúng mình sẽ chờ một lát để mà bay tiếp chuyến sang Hàn Quốc. Tâm trạng mình lúc đó vui cực kỳ luôn mọi người ạ, vì mình đã hoàn thành được ước mơ của mình. Mình đã đặt chân được sang đến Hàn Quốc rồi nè. Ai đang có ước mơ đi du học Hàn Quốc thì hãy cố lên nha. Mình tin các bạn có thể làm được mà.